Cảm ơn quý vị đã chờ đợi. Để tiếp tục, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi chương trình Tìm hiểu về tài chánh với Shirley Lưu. Xin kính chào quý khán giả của đài SBTN. Hôm nay chúng tôi có dịp phỏng vấn chị Shirley Yuen Lu. Chị Shirley đã có một thời gian xuất hiện trên đài SBTN và hôm nay cũng vào dịp Tết thì xin chị giúp cho cộng đồng, cho những người chủ nhân của những cơ sở thương mại và cũng như những người cá nhân hiểu thêm về vấn đề tài chính. Xin chào chị. Chào anh Quý. Và trước nhất là Duyên kính chào quý vị khán giả. Năm mới Duyên chúc quý vị khán giả được dạo dạc sức khỏe và tiền vô như nước và làm việc rất là thành công. Yeah. Chị Duyên, hôm nay vào dịp Tết thì xin chị cho biết những gì tốt đẹp đã xảy ra cho chị và hãng của chị năm vừa rồi. Yeah. Nói đúng ra hồi ngày xưa Shirley có lên SBTN rất là nhiều mà mấy năm nay quá bận anh. Đến nỗi cách đây mấy năm bây giờ là Shirley rất là đặc biệt được là Duyên được tất cả những cái nhà băng bây giờ giao thiệp đem những cái chương trình của Duyên làm về tài chính để đem tới tất cả những quý vị khách của nhà băng. Thì cái đó là Duyên rất là happy và đồng thời trong thời gian này cũng được may mắn là gặp rất là nhiều hãng tài chính khác. Tuy rằng đôi khi mình giống như là mình giống như competition, mình tranh đấu với nhau, mà ngoài trừ ngược lại bây giờ mình nhập lại làm chung cũng như partnership. Thì cái đó là một cái đặc biệt nhất là tại vì người ta thấy những cái service, những cái chương trình Duyên làm rất là hay vì lý do đó. Thì cảm ơn chị. Chúng tôi có một cái câu hỏi cho chị là quý khán giả của đài SBTN đó, thì những người qua đây tị nạn cũng một thời gian thì bây giờ người ta sắp tới tuổi hồi hưu và xin chị cho biết có nhiều cái điểm tốt để chuẩn bị cho cái sự hồi hưu của mình trong tương lai và những con em sau này thì xin chị cho biết cái chương trình của chị như thế nào. Thì nói đúng rồi, về tài chính dưỡng già hay retirement á, thường thường là tốt nhất là mình bắt đầu hồi lúc mình nhỏ, trẻ. Dạ vâng, đúng rồi chị. Và đồng thời em thấy nhiều người đôi khi người ta qua đây, người ta 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, đôi khi người ta cũng chưa chú ý đến cái đó. Hoặc là nhiều người có thể 50 tuổi hay 60 tuổi, bây giờ người ta có thể đi làm việc. Thì thường thường theo Shirley thấy là người ta đi làm, người ta bỏ cho tiền vô 401k. Dạ đúng rồi. Không? Yeah. 401k mà nói đúng là Việt Nam mình đa số là nếu mà làm riêng tư á, là ý là independent business á, là Duyên thấy người ta chỉ bỏ cho mình cái IRA hay là cái đó là thường xuyên, đúng không anh? Nhưng mà chị có chương trình khác để giúp người ta uyển chuyển hơn trong cái vấn đề thì bây giờ thí dụ mà người ta có mấy cái chương trình retirement rồi, bây giờ là Duyên vô, Duyên có thể enhance hoặc là làm cho nó tốt đẹp hơn lần sau quý vị khán giả. Thí dụ quý vị khán giả có 200.000 đi, 200.000 trong một cái 401k, cái IRA, thì quý vị khán giả 65 tuổi thì nói ok cô Duyên tôi sắp sẽ retire, thì quý vị vô trong cái 401k đúng không, anh vô người ta vô người ta lấy 20.000 ra. Thì nếu mà anh vô lấy 20.000 ra trong cái 200.000 của anh á là nó sẽ còn xuống 180 đúng không rồi, rồi anh rút 20 nữa là 160, từ từ cuối cùng á là Duyên thấy rất là nhiều quý vị khán giả cuối cùng sẽ không còn tiền nữa. Dạ thưa đúng, nhất là thời buổi này thì người ta sống lâu hơn là hồi xưa tại vì vấn đề y tế nó quá tốt. Chị nói rất là đúng. Thì xin chị cho biết, tại vì năm vừa rồi cái thị trường chứng khoán nó rất là sao động. Có nghĩa là khi mình bỏ vào có thể mình mất một số lớn, rồi khi mình cần thì mình không có đủ để mình về hưu. Đúng rồi. Thì trong lúc số lớn mất, để tiếp tục Shirley nói về cái 20.000 đó, từ bên cái 401k thường thường mình rút ra hay cái IRA mình sẽ hết tiền. Tại sao mình không có lấy cái 401k đó để mình chuyển qua một cái chương trình nó rất là đặc biệt? Trong lúc mấy cái hãng investment có thể cho mình 10% tiền bonus liền anh. Thí dụ 200.000 tùy theo tiểu bang đó, nó cho 7% hay 10% là anh được 200.000, là anh được 20.000 liền. Khách ngồi, quý vị khán giả ngồi với Duyên á, thì khách quý vị khán giả sẽ được 20.000, là bị được 220.000. Mà mình có thể làm một cái stream of income. Điều thứ nhất là cái stream of income là sao? Là nó gọi là lifetime income tiếng Mỹ á, là phát cho quý vị khán giả có thể 20.000 đó mà mãi mãi cả đời mình không bao giờ sẽ bị mất. Nó guarantee, cái đó là bảo đảm 6% hay 7% guarantee trong cái account của mình. Và đồng thời hồi nãy anh hỏi em về làm sao không mất tiền, thì những cái product này nó gọi là indexed product, nó rất là hay. Làm sao market nó lên á là khách của Shirley lên, còn market xuống á không mất một cách. Giống như mấy năm nay người ta mất tăng 20% 30%,
khách của Shirley quá mừng. Ngoài trừ người ta được tiền bonus mà người ta không có mất tiền nữa, là index product đằng sau là để giữ cái số tiền của mình lại. Thì cái chương trình này á, nó cho khách một cái bảo đảm guarantee, một cái income stream. Mà chưa đâu, anh có biết gì đặc biệt không? Đặc biệt nhất là lỡ anh bị bệnh hoạn đi. Tại em không có biết mấy người già lớn tuổi tương lai cái chuyện bệnh hoạn mình sẽ xảy ra. Đúng rồi. Mà mình chỉ không biết là tuổi nào thôi. Nếu mà anh có cái account này, cái 20 ngàn của anh hả? Nếu mà anh đi đứng nằm không được này là nó trở thành 40 ngàn. À. Anh đang lãnh 30 ngàn trở thành 60 ngàn. Anh đang lãnh 80 ngàn trở thành 160 ngàn. Nó trả cho anh gì khoảng 5 năm. Vậy rồi nó trở lại cái số cũ tiền nó trả. Vì lý do đó, Duyên muốn đem đến mấy cái chương trình đặc biệt này cho tất cả quý vị khán giả Việt Nam. Tại nói đúng là Duyên giao thiệp Mỹ rất là nhiều. Duyên có chương trình ở TV Mỹ, Radio Mỹ, Magazine, Forbes Magazine. Rồi Shirley cũng lên Oprah Magazine này nó. Tại sao mình ngược lại dân Việt Nam mình không giúp đỡ? Thì cảm ơn chị cho hỏi một câu hỏi tiếp theo cái sản phẩm của chị đó là khi cái sản phẩm này đó, cái tuổi trẻ nhất mà có thể đi vào mua những cái sản phẩm này là cái tuổi nào thưa chị? Thường thường cái tuổi này á, nó bắt đầu from zero, từ vừa đẻ ra, từ lớn lớn nó được. Mà nếu mà nói về cái newbie đa số thì thường đa số nhiều hãng nó phải 18 tuổi mới bỏ vô. Mà Duyên có rất là nhiều chương trình đặc biệt khác có thể giúp quý vị khán giả bắt đầu ra bỏ tiền vô để dưỡng già. Mà nói đúng là anh ơi, nhiều người nói trời ơi cô Duyên tôi không có tiền nhiều, tôi làm chút xíu, trời anh biết không, em gặp dân nghèo biết bao nhiêu. Dân nghèo đa số, trời ơi chị ơi tôi đâu có bao nhiêu đâu. Em chỉ hỏi người ta câu này. Em nói chị làm nghề nghèo hay làm này nọ kia, chị có tiền tips ít nhất một ngày chị ăn được 5 đồng không? Một ngày 5 đồng thôi. Cái người ta nhìn em. Đương nhiên cái 5 đồng từng tips cái chuyện nó rất là dễ. Như giống như cái ống heo anh bỏ vô thì anh bỏ 5 đồng, biết đâu anh bỏ 5 đồng đó có thể tương lai mình tạo ra mấy chục ngàn một năm, dưỡng già mãi mãi tax free, không có bị đóng thuế và được tax free income. Đây là mấy cái chương trình Duyên chuyên môn dạy. Thưa chị, nếu mà một vị khán giả mà có sở thích về đầu tư thì chị cho biết ba cái điều mà người ta cần phải suy nghĩ mà nó có hiệu lực cho cái vấn đề mà đầu tư năm nay thì chị có suggest gì không? Thì ba điều thứ nhất gắn tắt là điều thứ nhất nếu mình sống lâu dài là mình cái tiền dưỡng già mình make sure mình có một cái gì để có mình guarantee income mãi mãi cả đời. Điều thứ nhì là tương lai thì mình bệnh hoạn này nọ kia thì mình phải muốn một cái bảo hiểm gì để nó bảo vệ cho mình cái đó, thì mình bị tim, bị heart attack, stroke. Và điều thứ ba cuối cùng xin lỗi không phải nói chứ Duyên muốn để lại một cái gia tài cho con cái mình, để cho tụi giàu nó biết làm cách giàu, để lại dùng cái life insurance để một cái cách cho gia đình. Tại sao một ngày nào đó mình cũng mất đi, thà mình mất đi mình cũng được số tiền đó cho để lại gia đình. Thưa rất cảm ơn chị. Trước khi từ giả chị xin chị cho khán giả biết cái số điện thoại để liên lạc với chị để hỏi thêm về những cái sản phẩm của chị. Cái số điện thoại của Duyên là 703-608-1203. 703-608-1203. Còn nếu mà lên website thì kiếm Shirley rất là dễ. Google là Shirley là S-H-I-R-L-E-Y-L-U-U ShirleyLuFinance.com. Thưa quý khán giả, nếu mà muốn liên lạc với chị Duyên là ShirleyLuFinance.com, liên lạc thẳng với chị Duyên, chị sẽ giúp cho chị cho quý khán giả.